Xin chào, mình là Linh và các bạn đang xem kênh YouTube Linh Lớp Lánh. Ở đây mình sẽ nói về những quyển sách mình cảm thấy thú vị và hôm nay sẽ là Cuộc cách mạng màu cọng rơm của một lão nông Nhật Bản, Masanobu Fukuoka. Trời, một cái cọng rơm thì làm ra được cái cuộc cách mạng gì? Chưa kể là cái chuyện một ông già làm nông bi Nhật thì liên quan gì tới người nông dân Việt Nam? Liên quan gì tới người tiêu dùng tụi mình? Tưởng là không liên quan, vậy mà liên quan không tưởng luôn. Trước tiên, cuộc cách mạng một cọng rơm nói về cách làm nông của cụ ông Fukuoka. Quan điểm làm nông của ông, đó chính là để cho tự nhiên làm việc. Việc của con người là quan sát cả quá trình và phối hợp với mẹ tự nhiên để cho cái quá trình đó nó được diễn ra một cách thuận lợi. Với cách làm nông của ông thì người nông dân không cần phải cày xới đất, không cần phải thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, không cả phân bón hóa học, không cần cánh đồng mẫu lớn hay là máy móc hiện đại. Nghe nó có vẻ lùi hóa chứ không có vẻ gì tiến hóa đúng không? Căn bản là bởi vì tự nhiên cũng không cần đến những thứ đó. Bản chất của việc làm nông tự nhiên đó chính là con người phải xem mình là một phần của tự nhiên. Tự nhiên muốn giữ cân bằng mà. Có con sâu xuất hiện thì những loài ăn sâu cũng sẽ xuất hiện. Và nếu như người nông dân có thể tạo ra được một cái sự cân bằng về mặt sinh thái trong cái khu vực mà mình trồng trọt thì cây trồng sẽ phát triển một cách mạnh mẽ, đồng thời sẽ có được cái hương vị đặc trưng của cái vùng thổ nhưỡng nơi mà nó được gieo trồng. Đơn cử ha, cây rau húng quế ở quê mình, lá nó nhỏ thôi nhưng mà nó lại có độ dày và nó sẽ có mùi tinh dầu hơi hắc hắc. Khi ăn vào thì nó sẽ có vị cay the the, nó khác hẳn với vị rau húng quế ăn ở Hà Nội, Đà Lạt hay là Sài Gòn. Thổ nhưỡng khác nhau thì sẽ cho ra những cái loại nông sản khác nhau, và thậm chí có giống nhau đi chăng nữa thì hương vị cũng sẽ khác nhau. Con người chúng ta cũng vậy, ai cũng có mắt mũi miệng, nhưng mà đâu có ai giống ai đâu. Đến cả anh em sinh đôi cũng khác nhau mà. Tự nhiên đã tạo ra chúng ta với những cái đặc điểm chung và cả những điểm riêng có như vậy á. Và bởi vì chúng ta là một trong những tạo vật của tự nhiên, cho nên tự nhiên cũng sẽ không để cho con người phải đói bằng cách sẽ đưa đến trước mặt con người những thứ có thể ăn được, những thứ phù hợp nhất đối với chúng ta. Nhưng mà con người không có thích sướng, cứ thích làm những cái việc mà tự nhiên không cần thôi. Chúng ta cứ phải sử dụng thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, các cái hoạt chất hóa học khác với mục tiêu là tiêu diệt tất cả những gì gây hại đến mùa màng của mình, để đạt được cái mức sản lượng mà làm nông tự nhiên cũng có thể đạt được, thậm chí còn cao hơn. Và kết quả là chúng ta sẽ thu hoạch về những thứ phi tự nhiên. Còn những cái hoạt chất hóa học độc hại nó còn tồn dư, nó sẽ ngấm vào mạch nguồn, nó sẽ chảy ra biển, ra sông, suối và đầu độc chính cái nguồn nước của chúng ta, đầu độc chính cái nguồn thức ăn của con người. Chúng ta đổ những thứ độc hại vào tự nhiên và nhận về tất cả quả báo. Vấn đề là người tiêu dùng chúng ta đâu có trực tiếp gây hại đâu, mà tại sao chúng ta phải ôm nguyên cái quả đắng này? Thực ra chính cái cách mà chúng ta tiêu dùng buộc người nông dân phải làm như vậy. Chúng ta thích ăn rau quả trái mùa, chúng ta thích những loại củ quả mà nó phải bóng, đẹp, đều tăm tắp. Chúng ta càng không quan tâm đến cách người nông dân đang trồng trọt, và chúng ta cũng không quan tâm đến cái con đường nông sản đi đến tay mình, đi vào miệng mình. Kết quả là chúng ta ăn vào độc tố hoặc là ăn những cái thứ nông sản chẳng có chút giá trị dinh dưỡng nào. Và sau đó chi tiền mua vitamin, thực phẩm chức năng để uống bổ sung thêm. Mà chúng ta đâu có biết là mình thiếu cái gì đâu, cho nên cứ uống bừa, xong rồi bệnh đến cũng không bừa. Bởi vì thứ thừa thì cứ thừa, mà thiếu thì vẫn thiếu. Có thể khẳng định việc làm nông tự nhiên giúp bảo vệ môi trường, giúp cho con người có cuộc sống mạnh khỏe hơn. Và để làm được điều đó thì người nông dân lẫn người tiêu dùng đều phải hiểu rõ một chân lý: con người là một phần của tự nhiên. Muốn hái quả ngọt thì hạt giống tốt phải đi cùng với cách gieo trồng phù hợp, và cọng rơm chính là chìa khóa của cái cách gieo trồng phù hợp đó. Cụ thể như thế nào, bạn đọc sách ha. Và nếu như sau khi đọc mà bạn vẫn cảm thấy nghi ngờ cái triết lý làm nông của tác giả thì các bạn có thể tham khảo cách mà những người nông dân Bhutan đang trồng trọt, hay là cuộc sống của cô nàng tiên tử Lý Tử Thất ngay trên YouTube. Mình sẽ để link trong phần thông tin của video để các bạn tiện tìm hiểu. Con người là một phần của thiên nhiên và mẹ thiên nhiên yêu thương chúng ta vô điều kiện, cho dù chúng ta có phá hoại cái thế giới này đến thế nào đi chăng nữa. Và nếu như cái việc mà tự đầu độc chính cuộc sống của mình là lựa chọn của chúng ta thì mẹ cũng sẽ tôn trọng thôi. Và bạn đã sẵn sàng để đảo ngược cái quá trình này chưa? Hãy để lại chia sẻ của bạn trong phần comment và chúng mình sẽ còn gặp lại. Hẹn nhé!